Tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mạng, năm 2022 vận may liên tiếp ùn ùn kéo đến, giàu như vũ bão. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ kiến thức học thuật về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được sự tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Dưỡng Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Quý vị gia chủ tuổi Mậu Tý nữ mạng thân mến, chắc hẳn là quý vị đang rất tò mò về vận trình của mình trong năm mới 2022 Nhâm Dần sẽ diễn ra như thế nào, đúng không ạ? Xin được chúc mừng tất cả quý vị bởi vì bước sang năm mới 2022 đối với gia chủ tuổi Mậu Tý 1948 nữ mạng là những người cực kỳ may mắn và thành công. Không những tiền đầy túi mà về phần gia đạo cũng bình an. May mắn của quý vị sẽ khiến cho không ít con giáp phải ghen tị và kính nể. Tuổi Mậu Tý nữ mạng tuy không có một sự nghiệp vĩ đại khả dĩ sống trong sự giàu có, giàu sang, phú quý nhưng mà vẫn có một cuộc sống khá xứng đáng, mọi nghi thức đưa đến một sự nghiệp. Đó là trong những may mắn bất thường chứ không phải là tạo bằng nhiều mồ hôi và nước mắt. Những may mắn đó thường vào những tháng giữa và cuối năm là bước đầu hoàn thành sự nghiệp trong đời bạn. Tiền tài cũng lên cao vào những tháng giữa và cuối năm và tiến triển cho đến khi bạn hoàn thành sự nghiệp. Nghĩa là bạn phải kéo dài 10 năm tiền tài và xây dựng tiền bạc mới hoàn thành sự nghiệp và sống trong an nhàn của tuổi bạn. Không để cho tất cả quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu phân tích về vận trình chi tiết của tuổi Mậu Tý nữ mạng trong năm 2022. Tổng quan vận mệnh tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mệnh trong năm 2022. Thưa các bạn, gia chủ sinh năm 1948 Mậu Tý thường được gọi là tuổi chuột, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Nữ mệnh Mậu Tý bản tính hiền lành chất phác, được mọi người yêu mến, quý trọng. Tuổi Mậu Tý thông minh, thành thạo nhiều thứ, trí thú. Họ biết quan tâm đến người khác khi trẻ của cải chưa có, nhưng về sau, giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất. Và khi gặp tình huống nguy hiểm, họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt. Khi đã ưu ái ai, thì người này được họ đánh giá cao. Đặc biệt, cả nam và nữ tuổi này đều rất tiết kiệm. Người tuổi Tý là thiên quý tinh, vốn thông minh, lanh lợi, giao thiệp rộng, có tham vọng nên sẽ gặt hái được những thành tựu nhất định thời son trẻ. Tuy vậy, họ lại hay ỷ vào tính lanh lẹ của mình cho nên rất ngạo mạn, coi mình là nhất, đôi khi tỏ ra thái độ khinh thường, coi thường người khác. Bên cạnh đó, tính cách cố chấp cũng gây ra những lận đận sóng gió trong cuộc đời người tuổi Mậu Tý, sinh năm 1948. Xét về vận hạn, năm Nhâm Dần 2022, Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mệnh gặp phải sao chiếu mệnh, sao mộc đức, vận hạn tam kheo, hạn tam tai. Năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mệnh phạm tam tai, hạn hoang ốc, phạm hoang ốc, kim lâu, rơi vào phạm kim lâu. Về địa chi, Tý gặp Dần không xung khắc, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp. Xét về mối quan hệ thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Nhâm Dương Thủy là thất sát. Trong năm nay, các gia chủ tuổi Mậu Tý nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp yên bình. Trong năm Nhâm Dần, năm 2022, gia chủ tuổi Mậu Tý nữ mệnh cần phải chú ý tháng Bính Ngọ, tháng 5 âm lịch, từ ngày 30 tháng 5 đến 28 tháng 6 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ, với những gia chủ tuổi Mậu Tý không nên thực hiện những công việc quan trọng trong tháng này. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mệnh. Trong năm 2022, gia chủ nữ mệnh Mậu Tý sinh năm 1948 75 tuổi. Năm nay gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành Mộc, hướng tới sự an vui hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sau này tốt cho cả nam và nữ. Sao Mộc Đức hay còn gọi là Mộc Đức tinh quân. Người mệnh kim hoặc mộc gặp sao mộc đức sẽ trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối cùng lại gặp được thuận lợi an toàn. Hóa giải vận hạn sao mộc đức, mặc dù sao mộc đức là sao chiếu mệnh mang đến nhiều điều tốt đẹp cho người được chiếu, tuy nhiên, theo quan niệm của người xưa thì dù là gặp sao tốt hay sao xấu chiếu mệnh, vẫn nên hóa giải sao nhằm cầu bình an may mắn và giảm trừ vận hạn không may mắn. Và dưới đây là hai phương pháp hóa giải sao mộc đức phổ biến. Cúng dâng sao giải hạn vào lúc 5 giờ đến 7 giờ ngày 25 âm lịch hàng tháng.
Đây chính là thời điểm sao Mộc Đức đăng viên chiếu sáng nhất trong tháng. Lễ vật bao gồm hương hoa, trái cây, oản trầu cao, gạo muối, mũ xanh, nước, đinh tiền vàng và 20 ngọn nến cùng với bài vị màu đen có viết Đức Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân. Tất cả lễ vật chuẩn bị đều phải có màu xanh, trường hợp không phải là màu xanh thì phải bọc giấy bên trong, bên ngoài hoặc để tấm giấy xanh lót dưới lễ vật hoặc có thể là áp dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Sao Mộc Đức là sao chiếu mệnh thuộc hành mộc, do đó để tăng cường cát khí của sao tốt, gia chủ được sao Mộc Đức chiếu mệnh hãy dùng màu xanh lá thuộc hành mộc, điều này sẽ tốt về tình duyên, hôn nhân và những mối quan hệ khác. Ví dụ, gia chủ có thể đeo trang sức màu đen thuộc hành thủy, với quan hệ tương sinh với mộc thì ngày càng thêm tốt, có thể đeo thạch anh tóc đen chẳng hạn. Gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mệnh, năm nay gặp hạn tam kheo. Nhắc đến niên hạn tam kheo chiếu mệnh này, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đo mắt đề phòng tay chân. Có nghĩa tam kheo là hạn xấu chủ về sức khỏe, chú ý đến các chấn thương ở tay chân. Người nào gặp hạn này không nặng thì nhẹ, tai ương kéo đến bất ngờ. Bất kể là ai gặp hạn này đều mắc bệnh về xương khớp tay chân. Nhẹ thì đau nhức mệt mỏi, nặng thì đa chấn thương, gãy xương. Tham gia lưu thông dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm đến chết người. Trong cuộc sống thì chịu cảnh tai tiếng thị phi, tình cảm trong các mối quan hệ dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, bị người xung quanh lên án phê bình, châm biếm, coi thường. Đặc biệt, người gặp hạn này chịu nhiều áp lực về tâm lý, bất an, lo lắng. Mỗi niên hạn gặp phải sẽ có cách hóa giải khác nhau. Hóa giải ở đây không có nghĩa là ngăn cản điều xấu không xảy ra. Hóa giải chỉ nhằm giảm bớt tai ương, xui xẻo có thể xảy ra ở trong tương lai. Về sức khỏe cần phải tránh việc đi lại để giảm thiểu các tai nạn bất ngờ. Trong cuộc sống, gia chủ cũng nên nhẫn nhịn mọi tình huống, tìm cách giải quyết an toàn và thích hợp. Cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, tránh những thị phi không mong muốn. Luận tử vi từng tháng tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mệnh theo tháng âm lịch năm 2022. Tháng 1, đón xuân bên gia đình. Gia chủ tuổi Mậu Tý tiêu pha tiền bạc nhiều trong tháng này, cần phải chú ý những khoản chi tiêu không cần thiết. Tháng 2, công việc làm ăn kinh doanh buôn bán của con cháu không được tốt như mong muốn, có người phá hoại. Tháng 3, đây là tháng trong họ hàng của gia chủ có tin về việc thêm người thêm của. Tháng 4, sức khỏe của gia chủ trong tháng này không được tốt, chủ yếu là các bệnh về xương khớp, máu huyết. Tháng 5, sức khỏe của gia chủ Mậu Tý trong tháng này không tốt. Tháng 6, tháng có nhiều buồn phiền và tâm tư. Tháng 7, trong tháng này quý bạn tuổi Mậu Tý có sự tiêu pha tiền bạc nhiều, ngoài ra nên lưu ý có thể mất mát tiền bạc của cải. Tháng 8, công việc của con cháu gặp nhiều may mắn thuận lợi. Tháng 9, đây là tháng người tuổi Mậu Tý quý bạn đón nhiều tin vui về việc hỷ tín cưới xin trong gia đạo. Tháng 10, trong gia đạo của gia chủ trong tháng 10, mối quan hệ tình cảm của các thành viên không tốt, ngoài ra cẩn thận di chuyển xe cộ. Tháng 11, tháng này gia chủ có những mâu thuẫn bất đồng quan điểm với những người xung quanh, anh em bạn bè khó giải quyết. Tháng 12, trong tháng cuối năm gia chủ tuổi Mậu Tý gặp nhiều điều may mắn nên công việc gì cũng được lợi, bên cạnh đó chú ý đến lời ăn, tiếng nói. Tổng kết tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mệnh trong năm Nhâm Dần 2022. Về sức khỏe, năm Nhâm Dần 2022, bản mệnh không phải đối diện với vấn đề nào nguy hiểm, nhưng cũng không nên vì thế mà chủ quan, cần phải thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng, điều chỉnh tâm lý, cân bằng trạng thái tinh thần để lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, lạc quan, nâng cao tuổi thọ. Những người vẫn nặng tâm sự với sự nghiệp, chỉ cần bạn biết cách chăm sóc cơ thể tốt, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, bạn sẽ không phải gặp nguy cơ tiềm ẩn lớn nào. Phong thủy Gia Cát khuyên gia chủ, nếu có thời gian, nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy. Mệnh chủ năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ cho thân mệnh của mình. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, mang lại sức khỏe giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mệnh. Về tình cảm gia đạo, xem tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 1948, các mối quan hệ gia đạo trong năm đều được duy trì ở mức ổn định hài hòa. Đặc biệt nữ mệnh sẽ gặp may mắn trong tình cảm hơn so với nam mệnh. Nữ mệnh tháo vát, giỏi lo toan. Cho nên luôn có thể chu toàn cuộc sống, vừa chăm lo đủ đầy cho gia đình, lại vừa không quên chăm sóc bản thân, nên gia đạo vô cùng êm ấm. Người tuổi này nếu đang độc thân hoặc đơn thân, cũng sẽ có một số cơ hội tình cảm với người khác phái trong năm.
Đến độ tuổi này, tình yêu và các mối quan hệ cũng không còn quá quan trọng với gia chủ nữa, nhưng cũng là chút an ủi, niềm vui có người bầu bạn khi tuổi già. Trong những tháng mà vận khí đi xuống, tâm tính mệnh chủ có thể trở nên khó chịu, nóng nảy, nhưng nhìn chung tinh thần cả năm thư thái, hòa hợp với con cháu trong nhà, không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Gia chủ nên mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Tý, sinh năm 1948 nữ mệnh, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây, phong thủy Gia Cát vừa mới chia sẻ với gia chủ về vận trình tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mệnh. Nhìn chung, ở độ tuổi của gia chủ, công việc hay tài lộc cũng không còn quá quan trọng. Điều gia chủ cần quan tâm, chú trọng đó chính là sức khỏe và gia đình. Trong năm Nhâm Dần, gia chủ cần phải chú ý tuyệt đối cẩn thận khi di chuyển, chân tay dễ thương tổn, cần dĩ hòa vi quý các mối quan hệ, đặc biệt là lắng nghe ý kiến từ con cháu, chăm sóc sức khỏe bản thân, vui vẻ, tận hưởng tuổi già. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Mậu Tý, sinh năm 1948 nữ mạng, trong năm 2022 Nhâm Dần. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Mậu Tý, sinh năm 1948 nữ mệnh. Và qua đó thì quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong năm 2022, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký theo dõi kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.